Đáng lý ra từ ngày 1 tháng 7 thì các trạm thu phí BOT dọc tuyến quốc lộ 1A phải thực hiện việc thu phí tự động không dừng. Vậy nhưng hiện nay thì số lượng trạm áp dụng chỉ tính trên đầu ngón tay. Để chữa cháy, Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã lùi thời hạn áp dụng hình thức thu phí tự động cho các trạm BOT. Điều này khiến mục điều tra ban đầu đề ra đã không thể trở thành hiện thực. Và nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Ghi nhận của phóng viên Giao thông An toàn. Trạm thu phí Đại Xuyên trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình. Dù đã thử nghiệm thu phí không dừng, nhưng các phương tiện lưu thông qua đây vẫn phải mua vé bình thường. Theo tính toán của đơn vị thu phí, nếu chính thức áp dụng thu phí không dừng, chắc chắn sẽ giảm tối đa được thời gian phương tiện lưu thông qua trạm thu phí. Trước đây thì xe đi qua trạm thu phí thì thường các thu phí viên phải làm mấy động tác. Thứ nhất là nhận dạng xe, thứ hai quẹt thẻ, thứ ba thu tiền. Nhưng nếu áp dụng cái công nghệ thu phí không dừng, dán cái thẻ ETAP thì xe đi qua là tất cả nhận diện từ camera và barrier tự động bật và tốc độ cho phép chạy qua trung bình là trên 40 cây số trên giờ qua trạm. Ghi nhận của VTC 14 cho thấy, dù trước đó Cục Đăng kiểm Việt Nam đã triển khai hoạt động dán thẻ ETAP miễn phí cho các phương tiện đăng kiểm, nhưng thực tế khi xe lưu thông qua trạm thu phí Cầu Rẽ Ninh Bình, tỷ lệ này khá thấp. Trong khi đó, hầu hết các lái xe đều nhận thấy việc dán thẻ ETAP là khá thuận lợi mỗi khi lưu thông qua trạm thu phí, nhất là việc không phải dừng phương tiện. Đi làm thì cái này là cũng có thuận tiện, nhưng cũng có nhiều cái thì bọn em ở công ty thì bọn em làm được tài khoản, còn những người bình thường thì sao? Những người như lái xe của nhà mình thì khó nhỉ? Ngày bình thường thì tôi cũng phải mất tới 45 giây đến 1 phút để lấy được vé và thanh toán. Nhưng mà hy vọng là sau khi áp dụng công nghệ đấy thì có thể là 30 giây hoặc 15 giây. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, sau khi đăng ký sử dụng hệ thống, mỗi khách hàng được cấp thẻ ETAP để dán trên kính xe và một mã số thẻ. Khách hàng có thể nạp tiền vào thẻ như nạp tiền điện thoại di động hoặc từ các phòng giao dịch ngân hàng, dịch vụ Internet Banking. Khi xe đi vào làn thu phí không dừng, nếu đủ điều kiện, thanh chắn sẽ mở, đồng thời gửi tin nhắn về điện thoại. Trường hợp tài khoản không đủ tiền hoặc xe không dán thẻ thì thanh chắn không mở, lái xe phải dừng mua thẻ và trả tiền khi ra khỏi cao tốc. Trước mắt thì đang trong thời gian thử nghiệm, thì hiện tại là thu phí viên do cái lượng xe mà dán thẻ ETAP nó chưa được đồng đều, thì thu phí viên vẫn cứ phải ngồi trong cabin để những cái xe nào mà chưa có thẻ ETAP dán qua thì barrier sẽ không tự động mở lên, thì đương nhiên là thu phí viên vẫn cứ phải thu phí thao tác như bình thường. Nhưng nếu tất cả những cái xe mà đã dán thẻ ETAP thì camera nhận diện thì tự động barrier sẽ bật lên. Khi mà ứng dụng cái công nghệ này cho cái thu phí kín thì nó cũng sẽ rất nhiều cái tình huống xảy ra. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phải tổ chức thử nghiệm 1 đến 2 tháng và chủ yếu phục vụ cho các xe nội bộ để chúng tôi đánh giá lại xem là các cái tình huống phát sinh trong quá trình mà thực hiện như thế nào. Ví dụ như là tình trạng có thể là nó gây ra ùn tắc, có thể ra mất dữ liệu, có thể là do mất tín hiệu gây ra cái việc mà khó khăn phiền toái cho cái khách hàng khi mà chính thức sử dụng cái dịch vụ này. Hình thức thu phí không dừng sẽ giúp chủ phương tiện tiết kiệm thời gian qua trạm thu phí, tiết kiệm nhiên liệu và giảm hao mòn máy móc do phải dừng đỗ. Đồng thời, chủ đầu tư cũng quản lý tốt nguồn thu, tránh thất thoát và tiết giảm nhân lực. Còn trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa lộ trình đến cuối năm 2018, các trạm thu phí toàn quốc phải có làn thu phí không dừng và hết năm 2020 sẽ bỏ thanh chắn tại trạm thu phí.